buổi live stream ngày hôm nay thì mình có chia sẻ với các bạn đấy về 5 cái tiêu chí lựa chọn dự án coi hold trung hạn, trung và dài hạn. Thì đây là một trong những cái tiêu chí mà mình đã lựa chọn nó, dùng nó để có thể là ứng dụng nó để tìm ra những dự án mình chất lượng để mình có thể là hold dài hạn trong tương lai. Đó. Và mình nghĩ rằng là đây là một trong những cái thứ mà các bạn cũng đang rất là cần, đúng không? Đấy. Và có một câu nói mà mình cũng rất là thích, đó là if you can hold, you cannot risk. Tức là nếu như các bạn không thể hold là nắm giữ dài hạn một dự án nào đó thì rất có khả năng là các bạn sẽ không giàu được. Đó. Và trong video này ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái cách để các bạn hold chung và dài hạn sao cho nó hiệu quả. Bởi vì các bạn biết đấy, thì trên thị trường ấy nó có rất là nhiều những dự án. Bây giờ các bạn thử search lên trên CoinMarketCap này. Thì các bạn có thể thấy là trên CoinMarketCap ấy nó có đâu đó khoảng là 2,4 triệu dự án, đúng không? Một ngày nó ra đời khoảng 1.000 dự án, nó chuyện hết sức bình thường. Đó, đây là trong cái giai đoạn chúng ta đang mới chớm bắt đầu vào cái giai đoạn là chu kỳ tăng giá rồi nhá. Đó, nếu như một thời gian nữa khi mà bắt đầu nó tăng giá mạnh rồi thì mình nghĩ là cái số lượng này nó còn tăng lên. Trong thời gian tới nó có thể lên 5 triệu thì sao, tức là nó khoảng hơn 5 triệu mã. Vậy thì làm sao để các bạn có thể là nắm bắt biết được dự án nào nó chất lượng để các bạn đầu tư dài hạn, đúng không? Trong vô vàn những cái đồng coin như thế. Đấy, vậy thì cái việc mà chúng ta biết cách phân tích dự án cũng như là hiểu về nó là sẽ cái việc mà sẽ giúp cho chúng ta có thể nắm giữ dài hạn được với bất cứ một dự án nào. Thì trong video này ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn điều đó. Thì trong quá trình mà mình đầu tư dài hạn thì mình cũng có những cái dự án mình đã đầu tư rất chất lượng, mà mình có X10 hoặc X20. Vào chu kỳ năm ngoái thì mình có tìm được cái dự án Solana, và mình cũng ăn được cái dự án đó trên X10. Mình thì mình không ăn được từ con sóng từ 1 đô lên 200 đô, nhưng mà mình đã ăn con sóng được từ 10 đô lên 200 đô các bạn. Đó, thì mình đã ít khoảng 20 lần tài sản của mình trong năm trước mình đã ăn được dự án này. Đó, thì ngày hôm nay mình rất là muốn chia sẻ những cái gì mà mình đã học được, tích góp được trong những suốt những cái năm tháng vừa qua để mình tìm được những dự án mình có thể hold lại để giúp cho bạn thể X10, X20 lần tài sản. Đó, dự án để X100 lần thì mình chưa có làm được nhá. Nhưng mà X10 hay X20 thì mình nghĩ là mình có thể giúp mọi người có thể là tìm ra những dự án chất lượng như thế để các bạn hold và đầu tư dài hạn nhá. Ok, thì trong quá trình đó thì mình đã tìm ra được, đầu tiên là mình phát hiện ra cái tiêu chí đầu tiên để chúng ta có thể là nắm giữ được, đó là chúng ta sẽ chỉ tập trung vào những dự án coin nền tảng Layer 1 và các dự án top 1 của một chain nào đấy. Thì đây là một trong những cái trong quá trình mà mình đầu tư dài hạn ấy, thì mình thấy là trong thị trường điện tử nó có rất là nhiều các chain khác nhau về Layer 1, Layer 2 đúng không? GameFi, DeFi đúng không? Đó, và rất là nhiều những cái chain khác. Đó, NFT thì nó có rất là nhiều những chain khác nhau, và trong một cái chain đó ấy, bao giờ nó cũng sẽ có rất là nhiều những dòng coin khác nhau đúng không? Những cái coin mà làm về cái dòng chain đó. Nhưng mà mình để ý ra rằng đó là để mà những dự án có thể X10, X20 lần mà nó an toàn bền vững thì nó là những cái coin mà nó lead chain. Tức là các bạn hình dung là một cái chain ấy, để mà nó bùng nổ ra ấy, thì nó bắt buộc phải có một cái coin, một dự án nào đấy có thể X thật lớn để có thể thu hút dòng tiền từ ngoài truyền thống hoặc là thu hút nhà đầu tư chú ý đến cái chain đó. Mình lấy ví dụ là chain GameFi năm ngoái có con Activity thì đã X hơn 100 lần, đúng không? Hoặc là những chain Layer 1 mới, những dòng coin mới thì có Solana năm ngoái X hơn 200 lần, đúng không? Đấy, thì bên cạnh thì trong đó thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình là, một là các bạn thể lựa chọn những cái dòng coin nền tảng Layer 1 hoặc là những cái dự án nào lead chain. Đấy, thì ví dụ như là năm nay các bạn thể đến những cái chain này, chain Layer 2 đúng không? Năm mới coin mới, mùa mới coin mới đúng không? Thì Layer 2 thì các bạn sẽ chú ý cho mình hai cái con mà rất là bùng nổ, hai con đi đầu luôn, đó là OP và ARB đúng không? Thì hai con đó sẽ là hai con mà nó sẽ tương đối an toàn và có thể X10 từ cái giá này là chuyện hết sức bình thường. Đó. Thứ hai nữa là các bạn thể là, mình lấy ví dụ như là các bạn có thể là Memecoin, nó cũng là một cái dòng chain, một chain coin, và các bạn sẽ lựa chọn cho mình những cái coin nào, đồng coin nào ấy mà nó có vốn hóa lớn để các bạn đầu tư. Ví dụ là Dogecoin, Shiba Inu đúng không? Nó là những cái dòng coin cũ trước rồi. Tuy nhiên thì để mà X5, X10 mùa này thì mình nghĩ là nó hết sức là dễ dàng, nó không quá khó. Đó. Được chưa? Thì các bạn thể lựa chọn những cái dòng coin đó có tính thanh khoản cao để các bạn hold và nắm giữ dài hạn. Thì cái tính thanh khoản nó cao thì khi mà giảm giá thì nó cũng giảm ít thôi, đúng không? Thì đây là cái tiêu chí đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là các bạn sẽ chỉ tập trung vào những dự án coin nền tảng Layer 1 và các dự án top 1 của một chain nào đấy. Ok chưa? Ok, cái tiêu chí số 2 mà các bạn cần để ý đến cho mình đó là các bạn sẽ lựa chọn những dự án huy động được số vốn lớn trong downtrend. Và mình có một cái cột mốc của riêng mình, đó là mình sẽ lấy cái mốc là 200 triệu đô để mình có thể đánh giá để lựa chọn những dự án đầu tư. Đó, và cái lý do tại sao mà các bạn phải lựa chọn những dự án mà huy động một số vốn lớn trong downtrend thì các bạn hình dung này, nếu như các bạn nào mà đã từng trải qua một cái mùa ấy là mùa downtrend đúng không, thì chúng ta có thể thấy là trong downtrend thì thị trường nó rất là chán nản đúng không, rất là nhiều nhà đầu tư hay là những retailer
chán nản và rời bỏ thị trường đó. Và cũng không và cũng có rất là nhiều những dự án bị chết đi đúng không, không có quá nhiều dự án còn sống trong downtrend, chỉ có những dự án thực sự chất lượng đấy và phát triển được, có sản phẩm thật làm thật thì mới có thể là tồn tại được trong downtrend và nó tiếp tục bùng nổ trong uptrend thôi đấy. Và cũng có rất là nhiều dự án bị chết đi đúng không, ví dụ năm ngoái có Luna này, thậm chí cả sàn FTX là sàn một trong những sàn top 1 thế giới mà cũng bị sập đấy. Thì các bạn để thấy là downtrend nó rất là khốc liệt đó, thậm chí là có những bank ở ngoài truyền thống nó cũng bị phá sản đúng không đó, rất là nhiều những thông tin tiêu cực đó. Và các bạn hình dung là với một cái dự án ấy để mà nó huy động được một cái số vốn lớn khoảng hơn 200 triệu đô ấy, trong downtrend ấy, thì nó là một trong những cái, nó phải có một cái gì đấy nó rất là kinh khủng đúng không, hoặc nó làm phải rất là tốt, nó phải họ phải chứng minh được thực lực của họ hoặc là cái kinh nghiệm của họ như thế nào đó thì họ mới có thể huy động một cái số vốn như thế, một số vốn lớn như vậy đúng không các bạn hình dung ạ. Đó cho nên là các bạn cần phải hiểu một điều là như vậy đó, cho nên là thường mình sẽ lựa chọn một vài dự án trong downtrend huy động một số vốn lớn như vậy đó. Thì mình có hai cái dự án mà mình cũng thấy là nó rất là uy tín. Thứ nhất là dự án Sui, thì dự án đó huy động được hơn 200 triệu đô. Mình nhớ đâu đó khoảng được 300 triệu đô thì phải. Thì đó là một trong những dự án về làm về layer 1. Đấy, vừa cũng huy động được một số tiền lớn trong downtrend trên 200 triệu đô. Thì đó là một trong những dự án mà mình cũng lựa chọn để hold dài hạn trong mình có lẽ là mình sẽ hold hết nó cho đến hết mùa uptrend. Đó. Và cái tiêu chí số 3 là các bạn sẽ mình sẽ lựa chọn những cái dự án mà có backer là layer 1. Layer 1 như là Binance, Jump Trading, Coinbase, Multi Capital. Đấy. Các bạn hình dung là những cái dự án ấy, để một cái dự án mà nó chất lượng ấy, thì các bạn hình dung là nếu mà một dự án chất lượng nhá, thì nó sẽ thu hút được rất là nhiều những cái nhà đầu tư lớn như là Binance, Jump Trading đúng không? Đấy. Còn nếu một dự án mà nó bình thường thôi đúng không? Thì nó sẽ rất khó để thu hút được những cái nhà đầu tư một những cái backer lớn như là Binance hay Jump Trading hay Coinbase đúng không? Đó. Thì chắc chắn dự án nó phải có một cái gì đấy đúng không? Thì mới thu hút được những cái nhà đầu tư lớn như vậy. Đó. Thì đó là một trong những cái tiêu chí nữa mà các bạn mình cũng hay lựa chọn để mình có thể đầu tư. Đấy, đó là mình sẽ lựa chọn những cái dự án mà có backer layer 1 như là Binance, Jump Trading, Coinbase, Multi Capital và rất là nhiều các quỹ khác nữa. Và một trong những kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ thêm với các bạn khi mà các bạn áp dụng cái tiêu chí số 3 này, đó là các bạn cần phải hiểu rõ ràng đó là những cái quỹ này ấy, thì cái đặc điểm của họ của nó là gì. Đấy, đặc điểm của nó là gì, khi mà nó đầu tư dự án nó support dự án hay không. Đấy, thì ví dụ nhá, mình lấy ví dụ như là backer là Binance đi. Thì các bạn cần phải hiểu là Binance thì họ giỏi về cái gì. Mình thấy là Binance trong quá trình mình đầu tư ấy, thì mình rút ra kinh nghiệm đó là Binance thì họ rất giỏi về cái việc là tìm ra trend cũng như là lead trend rất là tốt. Đó, và thường là những cái dự án mà có Binance đầu tư ấy, thì thường là những dự án đấy thì kiểu gì thì kiểu cũng sẽ có một cái sóng tăng trưởng rất là mạnh. Đấy, những cái quỹ khác hoặc là dự án khác thì ví dụ như là có thể là có rất là nhiều các quỹ chất lượng nhưng mà chưa chắc là nó đã tăng trưởng đâu nhá. Đấy. Ví dụ như là có năm ngoái có dự án là dự án gì nhỉ mà nó huy động hơn 700 triệu đô ấy, sau đó được lên sàn cái nó cứ giảm liên tục tì cho đến thời điểm hiện tại vẫn dự án follow các bạn, dự án follow đó, dự án đó lead lên sàn x cũng rất to đấy và cũng huy động một số cực lớn là 700 triệu đô và ai cũng nghĩ rằng là khi dự án đó lead lên sàn thì nó rất là khủng đúng không, nhưng mà các bạn thấy là chart của nó ấy, thì nó cứ giảm liên tục trong cả mấy cái năm uptrend như thế đó. Và mình rất là tiếc cho những bạn nào mà mua phải cái dự án đó. Và mình có thấy là Binance thì họ không đầu tư vào follow. Đó thì thường thì những cái dự án mà được Binance đầu tư thì mình thấy nó khá là chất lượng. Và thường đâu đó thì cũng sẽ có những cái dự án mà nó làm lead một cái trend nào đó. Ví dụ như là Affinity thì cũng được Binance đầu tư đúng không, Solana cũng được Binance Lab đầu tư. Đó, rất là nhiều cái dự án khác đó, làm mà có Binance đầu tư thì cũng rất là ok. Đó, và thông thường là những cái dự án mà có Binance đầu tư thì những dự án nhỏ thì họ rất có khả năng là Binance họ sẽ làm mờ luôn nhá. Mờ như nó chính là những cái market maker các bạn. Các bạn hình dung là để một cái thị trường mà nó tăng trưởng được ấy thì họ bắt buộc phải có market maker, là người làm giá, tức là người làm tính thanh khoản cho cái dự án đó. Còn nếu như mà chỉ có những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ ấy, thì nó sẽ không giúp cho hình thành tạo được xu hướng các bạn. Thì các bạn nào mà muốn hiểu rõ hơn thì các bạn có thể là xem lại những cái video lần trước của mình ấy. Mình có chia sẻ về cách vận hành của thị trường ấy. Đấy, cá mập thì cá con ấy thì nó chính là trong cái bài đó. Thì các bạn cần có thể xem lại cái bài đấy thì các bạn sẽ hiểu được là tại sao phải có MM, tại sao phải có market maker. Đó, thì các bạn cần phải hiểu điều đấy. Đó, ok. Tương tự thì mình cũng có một ví dụ khác là về một cái quỹ Jump Trading. Thì bạn nào mà tìm hiểu về Jump Trading thì là một trong những cái quỹ rất là đỉnh đám. Jump Trading thì ngoài việc là quỹ ra thì họ cũng là một trong những cái market maker rất là đỉnh đám, rất là nổi tiếng. Năm ngoái thì khi mà họ làm market maker cho dự án Solana thì cũng đã giúp cho Solana tăng trưởng rất là mạnh đúng không? Đó, và cũng Jump Trading cũng hỗ trợ rất là nhiều dự án. Và thông thường mình thấy là những cái dự án nào mà có Jump Trading họ làm market maker hỗ trợ ấy, thì
thì thường là họ sẽ là những dự án đó sẽ tăng trưởng ít nhất được 40 50 lần là chuyện hết sức bình thường. Đó. Thì các bạn có thể cân nhắc điều đấy. Và thông thường là mình thấy là những cái dự án mà có jump trading, mà những dự án lớn ấy mà huy động số tiền lớn ấy mà có jump trading hỗ trợ ấy, thì thường những dự án này sẽ ít rất là to. Không ít là to, ít to so với cái vòng vòng private mà họ đi nhá. Đấy, thậm chí là x50 là chuyện các bạn, ví dụ các bạn x50 có một x100 là các bạn rất là sướng đúng không? Nhưng mà với những dự án mà như jump trading mà họ hỗ trợ ấy, thì những dự án đấy thường phải x tầm vài trăm lần trở lên. Thậm chí là vài 1.000 2.000 lần là chuyện hết sức bình thường. Đó thì các bạn có thể là lưu ý cái phần này. Đấy, thường là mình thấy là các cái khi mà một dự án nào đấy mà có jump trading hỗ trợ hoặc là support ấy, thì cái việc mà họ dự án đó x khoảng 1.000 lần là chuyện rất là khả thi. Đó thì các bạn phải lưu ý phần này cho mình. Đấy. Bên cạnh đó thì có cả Coinbase nữa. Thì Coinbase thì cái đặc điểm của họ đó là nếu như các bạn tìm hiểu thì Coinbase là một trong những quỹ rất là lớn ở Mỹ đúng không? Và Coinbase thì họ cũng có sở hữu riêng cho mình một cái sàn, cũng là một sàn trong những cái sàn top 1 của Mỹ. Mà các bạn hình dung là cái thị trường điện tử ấy, thì cái thị trường ở bên Mỹ họ giao dịch rất là nhiều đúng không? Họ giao dịch cực kỳ nhiều luôn và họ và chiếm tỷ trọng cực kỳ cao trong cái tổng cái khối lượng những cái người mà giao dịch về về tiền điện tử đấy, ở thị trường Mỹ họ chiếm rất nhiều nhá. Đó thì Coinbase các bạn hình dung là một trong những cái sàn mà giao dịch hỗ trợ rất là nhiều, uy tín và lớn nhất ở Mỹ luôn đúng không ạ? Các bạn hình dung là mới một dự án khi mà có hỗ trợ hay là được đầu tư của Coinbase đúng không, thì thông thường nó có thể khả năng nó sẽ được list lên sàn Coinbase đúng không, có được sự hỗ trợ của truyền thông của Coinbase đã, từ đó có thể hút được rất nhiều user cũng như là sự chú ý của cộng đồng đó. Thì đấy là một trong vài đặc điểm của Coinbase. Hay là Multi Capital thì cũng nổi tiếng trong cái việc là hỗ trợ và đầu đầu tư đi dài hạn với dự án. Đấy, thì các bạn hình dung là cũng có rất là nhiều các quỹ đầu tư khi mà họ có lợi nhuận đúng không? X50 hoặc X100 lần là họ đã có thể là bán rồi và họ cũng không hỗ trợ gì quá nhiều trong cái quá trình là support dự án, truyền thông dự án. Đó. Thì với quỹ Multi Capital thì mình thấy là quỹ này thì khá là lớn. Đó, cũng như là support và hỗ trợ rất là nhiều cho những cái dự án mà họ đầu tư. Đó, đặc biệt là những cái dự án mà họ thường họ sẽ hỗ trợ đầu tư dài hạn. Đấy, họ sẽ chia sẻ về những cái cách làm này, cách marketing này hoặc là những cái cái trường pháp lý đúng không? Đã rất là nhiều các thông tin khác mà các quỹ Multi Capital này họ sẽ hỗ trợ. Thì đó là một vài cái ví dụ mà mình ví dụ có bốn cái vị giáo này, một bốn cái quỹ Baker này để các bạn hiểu thêm về những cái quỹ này, thì các bạn sẽ có cái niềm tin để các bạn là hold nắm giữ dài hạn một dự án nào đấy. Các bạn hình dung để mà các bạn có thể hold được dài hạn x to ấy, thì chắc chắn là các bạn phải hiểu về dự án đó và các bạn phải có niềm tin vào dự án đó thì các bạn mới hold và nắm giữ dài hạn được. Nếu như các bạn không có niềm tin, không hiểu biết về nó thì chắc chắn các bạn sẽ bán sớm thôi, hay nói khác là bạn bị bán non đấy các bạn. Đấy. Đó, cho nên là các bạn cần phải lưu ý cho mình cái phần đó. Ok, thì đó là một vài ví dụ mình chia sẻ với các bạn. Ok, mình xem nào. Ok, xin chào các bạn đang xem livestream nhé. Thì những bạn nào mà có cái câu hỏi gì có thể comment xuống dưới thì mình sẽ giải đáp thêm các bạn nhé. Ok, tiếp theo là về cái tiêu chí thứ tư. Đó là tiêu chí mà mình sẽ lựa chọn những dự án nào mà có market maker như là Wintermute, Jump Trading hay là GSR hay Kairos. Đây là bốn cái nhà tạo lập thị trường market maker mà mình có để ý đến, và thông thường mình thấy là những cái dự án mà có cái sự hỗ trợ của những cái market maker này ấy, thì thường là những cái dự án đó có cái sự tăng trưởng rất là mạnh mẽ, x40 x50 lần chuyện hết sức bình thường. Đặc biệt trong cái hai cái quỹ này, trong những cái quỹ này thì mình thấy có hai quỹ mà các bạn cần lưu ý, đó là Wintermute, đó là một trong những cái market maker rất là đỉnh đám ở trên thị trường. Và hiện tại Wintermute thì mình thấy là cũng đang làm market maker cho hai dự án là OP và ARB. Đấy, thì các bạn để thấy là với dự án OP thì các bạn thấy là Vitamin họ làm giá như nào đúng không? Rất là khủng khiếp đó. Hay là có Jump Trading. Jump Trading là một trong những cái dự án mà mình Maker mình cũng đánh giá rất là cao. Thì các bạn thể thấy là với những dự án mà họ được bàn tay của họ hỗ trợ đúng không? Cũng như là làm giá, thì các bạn thể là thấy là những dự án đấy thường là tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Đấy, có thể là x vài nghìn lần là chuyện hết sức bình thường. Đó. Hay là có dự án GSR, GSR là một trong những cái market maker nào mình thấy cũng rất uy tín. Tuy nhiên thì họ thì cũng chưa phải quá nổi tiếng đình đám, nhưng mà có họ thì những dự án mà được họ hỗ trợ thì cũng khá là ok. Hay là có quỹ market maker là Kairos nữa. Thì ở đây thì mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn một cái tip, đó là cái cách để biết làm thế nào để biết được là một dự án họ có market maker hỗ trợ hay không. Đó. Thì thông thường mình thấy là những cái dự án nào ấy mà có sự đầu tư của cái quỹ đó thì khả năng cao họ sẽ
được hỗ trợ làm market maker. Đấy, ví dụ như là các bạn có thể để ý thấy cái phần backer hoặc partner ấy. Đấy, nếu như họ có thông tin về hai dự án này thì những cái quỹ này thì có khả năng là họ sẽ làm market maker cho dự án đó luôn. Hoặc là các bạn có thể theo dõi trên Twitter. Nếu như các bạn thấy dự án đó được follow bởi Vitamill hoặc là Jumptrading thì cũng có khả năng là sẽ được chính cái market maker đó họ làm giá. Hoặc là các bạn có thể thấy là trên Twitter của từng cái quỹ này, thì nếu như trên từng cái quỹ này mà họ có làm một cái bài tweet đúng không, giới thiệu về một cái dự án nào đó, thì cũng có khả năng là họ sẽ làm market maker. Tất nhiên là chúng ta không thể nào biết chính xác được, hoặc là biết đâu họ cũng có thể là họ sẽ công bố luôn là mình đang làm market maker cho dự án này đó. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không xác thực được, nó chỉ là mang tính chất là phỏng đoán thôi. Tuy nhiên thì ít ra là chúng ta cũng có cái cơ sở dữ liệu để chúng ta nhận định đúng không đó, chứ chúng ta cũng không biết chắc được là dựa quỹ các cái quỹ Vitamilk hay là Jumptrading họ có thực sự làm hay không, thì cái điều đó thì chúng ta vẫn phải chờ đợi thêm đúng không, chúng ta vẫn phải chờ thêm, hoặc là chúng ta có thể là nghiên cứu sâu hơn, thậm chí chúng ta có thể check ví on chain xem là có những cái bạn rất là giỏi on chain, các bạn có thể check xem là Vitamilk họ có những cái ví nào, thì họ check xem là trên cái trong cái ví đó là đang nắm giữ bao nhiêu cái đồng OP đúng không, bao nhiêu đang nắm giữ bao nhiêu đồng xui đấy, từ đó họ có thể đưa ra những quyết định đầu tư đó. Thì đó là một vài cái tiêu chí thứ tư. Tiêu chí thứ năm đó là cái team dev ấy có kinh nghiệm hay không, hoặc là họ đã từng làm một dự án nào đó thành công hay không. Thì cái việc mà một cái dự án ấy nó có làm tốt hay không, sở mẫu tốt hay không, marketing tốt hay không, thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái team team dev, đó chính là team phát triển của dự án đó đó. Và thông thường là những cái mình sẽ lựa chọn những cái team dev nào mà họ có nhiều cái kinh nghiệm làm về lĩnh vực blockchain, hoặc là có cái kinh nghiệm về truyền thông, hoặc là có cái kinh nghiệm về code, hoặc là về sản phẩm đó. Thì các bạn nên chọn những người có nhiều kinh nghiệm đó. Ví dụ như là đẹp nhất thì là mình sẽ thấy là một cái team dev mà họ có cả về công nghệ, tức là có CTO có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thị trường điện tử, 5 năm hoặc 10 năm gì đó, hoặc là có kinh nghiệm về làm marketing đúng không, thì mới làm marketing tốt thì mới có nghĩ ra nhiều cái chiến dịch đúng không, để thu hút nhiều nhà đầu tư để đầu tư vào dự án, thì lúc đó thì mới hỗ trợ giúp cho dự án có thể tăng giá đúng không. Hoặc là một cái nữa là một người giỏi về tài chính để có thể phân bổ dòng tiền, cũng như là biết làm thế nào để là đẩy giá cho nó phù hợp, thì đó nó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào team dev. Cho nên một cái dự án mà có team dev chất lượng ấy thì là một trong những tiêu chí mà mình có đánh giá rất là cao đó. Và bên cạnh đó thì nếu như một cái team dev nào đó mà họ cũng đã từng, các bạn biết là họ đã từng làm một cái dự án đấy mà có thể x50 x100 lần đó, mà họ hiện tại dự án cũ ấy họ không có làm nữa, họ sang phát triển một dự án mới, thì các bạn cũng có thể là tin tưởng và đầu tư vào những dự án tiếp theo họ làm. Bởi vì sao, các bạn hình dung là với một cái team dev ấy, một cái team dev mà họ đã từng làm một cái dự án thành công ấy, thì cái dự án tiếp theo thì họ cũng sẽ biết cách làm để làm cho dự án nó thành công hay không đấy. Cho nên là cái phần này là các bạn cũng lưu ý đó, nếu như mà các bạn tìm biết được một cái team dev nào đó họ đã từng làm dự án thành công rồi, thì rất có khả năng cao những dự án tiếp theo họ sẽ làm thành công là chuyện rất bình thường đấy, ít ra mình vẫn có cái cơ sở đúng không đó. Chứ còn ví dụ mà một cái người team dev mới đúng không, mình cũng chưa biết là năng lực họ như là họ đã từng thành công hay chưa, họ cũng chưa chứng minh được, thì lúc đó mình cũng vẫn rất mơ hồ. Còn ví dụ như là họ đã có từng làm thành công rồi thì ít nhất là mình đã có cơ sở để mình có thể là lựa chọn là xem là mình có muốn đầu tư vào dự án này không, thì lúc đó mình sẽ cân nhắc tiếp đúng không. Ok, thì đó là năm cái tiêu chí để mình lựa chọn những dự án để hold chung và dài hạn đó. Thì tất nhiên là trong cái quá trình mà các bạn phân tích chia sẻ đúng không, thì chúng ta có rất là nhiều những cái tiêu chí khác nữa. Tuy nhiên thì đây là năm cái tiêu chí dựa trên cái kinh nghiệm cá nhân của mình đã đúc rút được trong cái quá trình mà mình tham gia đầu tư và mình lựa chọn những cái dự án là mình đầu tư dài hạn đó. Bên cạnh đó thì cũng có một vài cái lưu ý mình muốn chia sẻ thêm với các bạn, đó là lưu ý đầu tiên đó là các bạn không nhất thiết là phải có cả năm đủ năm tiêu chí mình chia sẻ trong một dự án để các bạn có thể đầu tư dài hạn đó. Chứ các bạn chỉ cần có là ba trong, mình nghĩ là chỉ tầm 3 tiêu chí trở lên là các bạn có thể là bắt đầu lựa chọn hold trung hạn dài hạn thôi. Ba cái tiêu chí nào cũng được, ví dụ như là dự án đó mình thấy là có team dev có kinh nghiệm rất là tốt này, đã từng làm dự án thành công rồi, có backer là layer 1, layer 2 đúng không, và cũng có các dự có các mm là Vitamilk, Jumptrading đó. Thì những dự án đó thì mình cũng sẽ đầu tư trung hạn hoặc là dài hạn, thế tùy các bạn đúng không. Đấy, ngoài ra thì các bạn có thể dựa thêm một số yếu tố mà liên quan đến tokenomics, ví dụ như là token lưu thông ngoài thị trường nó ít, và các quỹ lớn team dev thì họ bị khóa token lâu như là 1 năm trở lên đó. Thì các bạn hình dung cái điều này nó sẽ giúp cho cái việc là market maker họ đẩy giá, làm giá tốt hơn, tạo thanh khoản cho dự án tốt hơn. Các bạn hình dung là để một dự án ấy họ mà nó tăng trưởng mạnh ấy, thì nó phải đáp ứng đủ cả yếu tố về lượng và chất nữa. Ví dụ như là lượng ở đây thì nghĩa là để một dự án họ đẩy lên ấy, thì các bạn hình dung là cái lượng coin lưu thông ngoài thị trường ấy nó càng ít càng tốt đúng không, tức là không có quá nhiều người được mua nó đó. Và thường là những cái quỹ đầu tư hoặc là các MM họ đã phải nắm giữ rất là nhiều
về các cái dự án này rồi, rất là nhiều coin rồi thì họ mới để đó đúng không? Thì họ mới có thể là đẩy lên. Chứ còn bây giờ mà các bạn mà nắm hết coin rồi thì làm sao mà dự án họ đẩy lên cho các bạn xả được đúng không? Khi mà các bạn xả thì họ lỗ à đúng không? Thì các bạn phải hình dung là các bạn đang chơi cá mập thì chúng ta phải bơi theo cá mập chứ chúng ta đừng chơi ngược lại. Hoặc là chúng ta chống lại thì làm sao mà chúng ta thắng được đúng không? Cá mập họ chẳng có gì ngoài tiền và thời gian cả, còn các bạn chỉ có mỗi tiền thôi. Thời gian các bạn vẫn phải đi làm ngày 8 tiếng đồng hồ hoặc làm những công việc khác để kiếm tiền đúng không? Phải sinh hoạt phí. Đó, nó không giống như cá mập đó. Và hoặc các bạn họ sẽ làm cho các bạn thật là chán nản, các bạn phải bán ra hoặc là tạo những phút để cho các bạn là không tin tưởng dự án nữa, sau khi mà họ gom đủ rồi thì họ mới đẩy lên đúng không? Đó, và thường những cái dự án mà không có nhiều những cái token mà lưu thông ngoài thị trường ấy thì nó rất họ các cái quỹ họ sẽ rất là dễ gom ấy và sẽ rất dễ làm giá đó. Đấy thì các bạn thấy các bạn cũng thể lựa chọn những cái dự án nào mà cái lưu thông ấy, cái cung lưu thông ngoài thị trường nó ít ấy. Đấy thì các bạn thể lựa chọn để mua và nắm giữ dài hạn nhé. Thông thường mình thấy là khi mà những cái dự án nào mà liên sàn mà với cái lượng lưu thông ngoài thị trường ít thì thường nó đẩy giá khá là mạnh đó, hoặc là khi mà họ trả coin ấy, thì thông thường là khi mà đến cái lúc mà trả quỹ trả coin cho quỹ thì thường là dự án cũng sẽ giảm giá khá là sâu. Đấy, thì các bạn thể lưu ý cái phần đó cho mình đó. Ok, thì đó là một vài cái phần mà mình chia sẻ với các bạn về những cái tiêu chí để các bạn lựa chọn để hold những đồng coin chung và dài hạn. Và đó là toàn bộ cái video của mình. Và nếu như các bạn thấy video này hay, giá trị thì nhớ cho mình xin một like và subscribe kênh YouTube của bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.